tóc ba mọc không nổi luôn mà. Bà yêu lắm rồi. Dạ. Bà sông không nổi con trăng này nữa đâu. Bà, dạ, nhưng bà, mà con hỏi ba này, tại sao ba nhà cao cửa rộng, nguyên cái khách sạn bự bên kia ba không nằm, ba đi ra lề đường ba nằm vậy hả ba? Ở đây đâu có ai biết ta là chủ khách sạn. Ủa sao vậy? Tao đi toàn cửa sau không à. Tao nằm ở đây để người ta biết tao khổ, người ta giúp đỡ tao. Đó, giúp đỡ tao, tao mới mau vào. Tao ba vào. Tao mà hôm qua tao bị bệnh nặng lắm. Trời, ba bệnh nặng gì vậy ba? Con chó nó cắn ba. Trời, con chó nào nó nổi lần nào nó cắn ba vậy? Tại sao nó cắn ba? Ba giật đồ ăn của nó. Trời, quá đáng. Rồi, ba giật đồ ăn của nó thì cứ để ba giật đi, tại sao lại cắn ba chứ? Rồi ba có đi chích ngừa chưa? Ba không có đi chích ngừa. Nhưng mà tại sao ba lại giật đồ ăn của nó? Ba có cục thịt gà bà Tám làm đám dỗ ba cho. Dạ. Ba ăn nhín ban từ từ. Dạ. Khi không nó bay ngang nó táp cục thịt gà của ba. Ba tiếc quá, ba giật lại nó táp ba. Đáng đời. Ba tính đi chích ngừa nhưng mà ba sợ tốn tiền. Chết rồi ba ơi, ba phải cẩn thận. Ba mà không chích ngừa mà con chó nó có chết hay nó bị chuyện gì là ba sẽ chết. Ba bỏ tụi con, ba hiểu không? Chó chết rồi. Vậy là ba sắp chết rồi. Tại sao con chó nó chết vậy ba? Ba làm thịt nữa. Ủa là sao? Ai biểu nó cắn ba. Nó ăn mau ba nó phải trả mau chứ ba. Ba làm thịt đâu, ba kho một nồi. Ba ăn được một tháng. Ba chó lỡ chủ nó lại bắt đền là chết luôn á. Tụi con không có tiền đền đâu nghe. Ba tụi phi con tan nghèo lắm ba ơi. Ba phi tan hết. Thôi giờ ba làm sao cách nào phi tan ba? Trời ơi, ruột nó ba làm dồi, lỗ tai nó ba ngâm dâm. Trời ơi. Còn bộ lông ba làm gối ba nằm. Đâu ai biết được, không ai biết được. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thấy vậy. Sao ba? Sao ba nhắn bay mà tới giờ này bay mới qua một tuần rồi đó. Tao mới thấy mặt tụi bay. Thấy chưa? Hai đứa bay, thằng ba, thằng Út với con ba là vô lương tâm. Tại sao vậy trời ơi? Ba bệnh hoạn, ba nhắn tụi bay mà từ hồi tuần trước mà tuần này tụi bay mới tới là làm sao? Vô lương tâm hồi nào? Chị ơi. Em vừa mới nghe nhận được cái tin nhắn của ba. Tại biểu ba không chịu điện thoại thì tin nhắn nó tới trễ sao em biết được? Đúng rồi ba, sao ba không điện thoại? Điện thoại tốn 1.800 mà. Trời ơi. Nhắn thôi, nhắn được rồi. Không có, con nói ba con về vừa nhắn nhận được cái tin nhắn của ba là con chạy TikTok chạy bỏ hết, chạy về đây một mình với ba luôn. Con mới bước tới đầu cổng rồi kìa. Chuẩn bị bước vô nhà thôi ba. Sao? Điện thoại con của nó reo. Kêu con đi lấy tiền góp. Rồi con mới là bật lật chạy qua lấy tiền góp, chạy về nhà lấy tiền góp liền luôn á. Cái thằng này, mày bất hiếu. Sao bất hiếu? Vô lương tâm. Ba phải hơn tiền chứ, tại sao mày đi tới đây mà mày bỏ ba mà vòng ngược lại mày đi lấy tiền? Bởi vậy đụng chút nói với hai chị lúc nào hai chị cũng nghĩ tôi vì tiền không, đúng không? Đúng vậy nữa. Không có đâu, tôi kiếm tiền để chi? Để lo cho ba, lo cho ba nè, đúng không? Đồng ý là ba sinh tôi ra nhưng mà tiền nuôi tôi lớn à. Hiểu rồi. Không mày, nó nói cái câu đó tao công nhận hay là không? Có đúng, tao công nhận mày đúng, tiền mới nuôi được con người lớn ba. Đúng rồi. Dạ, nó nuôi nghiệp ba được đó. Dạ, dạ. Mà nói tới đó tao mới tức, càng nói tới đó là tao càng tức cái thằng chồng của tao, cái thằng anh rể của mày, cái thằng rể khốn kiếp của ba, một cái thằng bần hèn keo kiệt trên cõi đời này con chưa thấy thằng nào keo kiệt hơn nó ngoài ba. Trời ơi, nó đụng chạm tới nghề nghiệp tức lắm ba. Ba là nhất luôn mà. Ba thương. Ba điện thoại ba báo, ba nhắn cho nó là ba vậy. Ai gì đó xuống nó điện cho con một tiếng, anh nó xuống tới Cà Mau nó đón con về được không? Đằng này nó cho xe xuống dưới đón con về. Ba biết trong từ Cà Mau mà trong 5 căn á, con đi ngược trở về đây mất một tuần là ba biết là con đi nhanh dữ lắm rồi đó. Đi có mấy tiếng rồi bà? Cà Mau về đây ta chạy xe đò có mấy tiếng đồng hồ là tới rồi bà ơi. Tôi có đi xe đò đâu. Chứ bà đi bằng gì? Xe gì? Xe bò. Nó cho xe bò từ đây xuống ngược ở dưới mà đó ngược tôi về đây đi bằng đường gì? Mà đi trên đường tôi khóc hết nước mắt luôn, tôi sợ con bò nó chết trước ba. Tôi cũng đâu có gặp được ba. Bò mà chết không có cỏ ăn là nó chết, làm sao tôi về được tới đây? Đúng rồi, cái này em đồng ý với chị luôn. Trời ơi, con khổ lắm, hoàn cảnh của con mới tới trễ chứ đâu phải là con bất hiếu với ba đâu, ba đừng có trách con điều đó. Ba thông cảm ba. Ba đúng. Chết không sao nhưng mà bò chết lỗ sở hữu. Bò ba. Chết lỗ con này nó nói đúng nè ba. Bò giống 5 triệu con nhỏ xíu à. Mà một ba. Con ba biết nó đẻ ra bao nhiêu đó. Con. Đúng rồi. Bây giờ ba đâu có đẻ được như bò nữa đâu. Ba đuôi rồi, ba đẻ không nổi đâu con. Bây giờ ba tính như vậy. Tính vậy được, ba tính vậy được á. Dạ. Dạ. Còn hai. Dạ. Mày tới trễ nhất đám. Thấy chưa? Thấy chưa? Ba thấy chưa? Ba ơi, ba đừng có trách con.
Con thề với ba, con vừa nghe được tin ba nhắn là con leo lên xe con đi qua ba liền. Sao giờ mới tới? Có gian xe mà, xe nó đâu chạy hướng nhà ba, nó đi tuốt ở dưới Nam Giang. Ngủ giấc dậy mở mắt ra trời đã ngồi ở Nam Giang. Đó rồi lại có gian xe ta đi chùa về Châu Đốc. Từ Châu Đốc lại có gian xe ta đi chùa về Long Thành. Mà em biết không, trên đường đi người ta có tiền, ta ăn uống no nê phủ phê. Chị hai bay không có tiền, chị hai bay ngồi đói khổ như chó dòi vậy đó. Ăn mặc đẹp vậy nhưng mà trong túi không có tiền. Rồi mấy ngày đó chị ăn cái gì? Ăn cơm. Bữa nọ chị đang ngồi ở trước cổng chùa, chị bưng tô cơm chùa chị ăn nè. Con chó dòi nó hèn sao chị em hèn vậy đó. Bưng tô cơm ăn, bỗng nhiên chị nghe một tiếng kẽn. Tiếng kẽn của cái chùa gõ phải không? Trời ơi, tiếng kẽn này không phải là tiếng kẽn của chùa gõ, cũng không phải là tiếng kẽn gọi tập hợp ăn cơm. Gì? Nó là tiếng kẽn thánh thót của một đồng xu 5.000 rớt trên mặt đất. Chị lụm đồng xu 5.000 lên. Chị cầm đồng xu 5.000 mà tim chị giàu dạt chứa chan những tình cảm yêu thương của bà con cô bác dành cho chị. Chị định về rồi mà chị ráng chị ngồi thử cầu mai coi sao. Sao bà biết không ba? Ngồi đâu có nửa tiếng hồ mà. Xin lỗi ba. Dạ xin lỗi ba. Ngồi có nửa tiếng hồ mà ba được 38.000. Hay quá con ơi. Ba ơi, thiệt tình là lúc đó con cũng định đem 38.000 này về để lo hậu sự cho ba. Đem mà. Dạ. Mà nhớ là anh Út nhà con nó chưa đóng tiền học phí. Thôi ba hy sinh cho cháu chút đi ba. Cô phải con ngồi trước cổng chùa Long Thành ngay chỗ cái cống bể phải không? Dạ đúng rồi, sao ba biết? Cái chỗ đó không có ai ngồi hết. Dạ đúng rồi. Cứ đó hàng tháng ba lại ba ngồi, ba canh ngày rằm ba ngồi đó ba xin. Mỗi lần ba xin ngày rằm được trăm mấy. Trời. Mày chiếm chỗ tao, mày chiếm địa bàn của tao, mày không chia tao mà. Mày gửi tiền, mày nuôi cho con, mày ăn học. Mày ác lắm. Thôi, cái này gọi là hy sinh đời bố cũng cố đời cháu á ba. Giỏi ghê vậy, trời ơi, ba ăn xin mà ba xây được khách sạn, ba mình có tài ghê. Đừng ba... nhắc khách sạn. Dạ. Sao vậy? Ba biết trước sao vậy, ba cũng phải nhắm mắt lìa đời. Dạ, đúng, dạ rồi. Đúng rồi. Tài sản ba cũng để lại tụi con. Dạ. Nếu ba chết, mà hoàng ba tại khách sạn của ba. Dạ. Sao ba? 7 ngày. Dạ. 7 ngày hoàng ở đó là 7 ngày thất thu. Tính coi khách sạn bao nhiêu phòng, mỗi phòng thất thu bao nhiêu, mấy phòng. Chục cây phòng thất trời thu ơi. Thất đúng thu khẩm lắm, nhiều lắm đó, ba ơi. Tại ra khi ba chết các con đừng hoàng ba ngay khách sạn của ba. Chứ hoàng đâu ba? Tùy tụi con tính đưa nào có cách chôn hay nhất, tiết kiệm nhất, mình làm cho gia sản mình giàu lên, ba sẽ để tài sản cho đứa đó. Tụi con tính đi, tính đi, tính đi tụi con. Ba, con là Út cho con nói trước nha. Trời ơi, để con giữa con nói trước cho con ba. Nói mày trước im, cho, con nói trước mày cho. Mày im, mày im. Dễ. Ba mà, ba mà. Trời ơi, ba muốn nói gì ba cứ nói xin, mà chắc chắn là ba sẽ không nói cái gì trước sau thì ba cũng chết. Quyền huynh thế chị. Mặt ấy, lộn là ba nội. Gì kỳ vậy? Nó lộn mà nó đúng, dạ. Nó lớn nhất nhà. Đó. Quyền huynh thế. Nữa, sao bà quýnh ba hoài vậy? Coi như massage sauna vậy thôi mà. Ba con xin lỗi ba. Con tính sao nói cho ba nghe. Con tính vậy nè ba. Trước sau gì thì ba cũng chết. Mà con cũng mong tới cái ngày đó lắm ba. Tới cái ngày đó thì gỗ ở trên rừng bây giờ lâm tặc nó phá hết rồi. Chắc là mắc lắm. Thôi khỏi đóng hòm đi ba. Con tính vậy cho tiện. Ở nhà con có cái chiếu rách, bỏ không có xài. Lấy cái chiếu đó quấn lại chôn ba. Xong... Sao ba? Bộ người ta cho đất để chôn. Thì không tốn tiền mua đất chôn. Thì... Ờ, dạ. Nhưng mà đỡ tốn được cái hòm. Tốn mà tốn tiền đất thua. Quá chàng đó bà ơi. Tới đứa nào tin? Tới đứa nào tin? Tới tới chị đi. Sao ba? Con có suy nghĩ vậy nè. Sao? Ba mà chết rồi thì mình lấy cái chiếu rách của bà hai nè. Thầy vừa tốn cái chiếu rách mà. Cái chiếu rách bỏ rồi bà nội ơi. Vấn ba xong rồi mình đưa kêu taxi, mình đưa thẳng tới Bình Hưng Hòa mình kêu. Kêu xong cái dân chúng ở đó mình cho cốt, cho đó thì ai muốn rải đâu rải, ai muốn về làm phân bón lại. Con là con không cho tro ba. Con sẽ lấy tro ba về con trộn với phân chuồng bán kiếm lời. Mày tính khúc này được. Con nhỏ là tính thiêu dở. Để con, để con mà. Nội mà chở taxi là tốn tiền xăng. Đó, tốn đó. Tiền xe rồi. Hay. Đúng. Đó, ba, còn hay. Thiêu. Mỗi người ta thiêu chùa hả? Thiêu đó. Thiêu bằng không khí hả? Đó. Thiêu phải tốn củi. Củi mày tính coi thằng khố nó nhiêu rồi. Đó. Má nó giờ... tính là thua, đúng, thua. Bởi vì dở. Rồi. Giờ để tôi nói nè. Để tôi là Út. À, để tôi Út. Mày biết nói được ba, gì? Bây giờ con thấy như vậy. Sao nếu mà ba chết á. Con về
chôn ngay tại chỗ này luôn. Trời ơi, ngay cái khách sạn của mình luôn á. Trời ơi, chỗ này khách sạn à hả? Ừ, ngay khách sạn là tao không có đồng ý rồi. Không không, ba từ từ, ba phải nghe tao nói nè. Sao ba, nếu mà mai mốt mà lỡ á, khách sạn mình mà có bị giải tỏa đó, cái mình được cái tiền đền bù của khách sạn cộng thêm cái tiền đền bù cái mã của ba nằm trong khách sạn nữa là được hai thứ tiền, thấy chưa? Thấy ba chết mà ba tiền đền bù lại cho mình nữa đó. Đúng rồi, thằng Út hay, thằng Út hay quá, thằng Út để cho con. Bác cho con có ý kiến gì? Ý kiến gì con? Ý kiến gì? Hai đứa trước em nói nghe nè. Sao lúc mà ba chết đó ngang, ừ, con in 5.000 thiệp con gửi mời hết bà con cô bác luôn, ngay cả những người mà mới vừa quen ba 5 phút trước con cũng gửi thiệp mời nữa. Gì vậy? Để ta đi điêu đi phúng. Trời ơi, tiền đó ha, lời gấp mấy lần. Ai ai em nữa, con có ý kiến gì nữa nè? Sao 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 dòng họ bà con cháu chích của mình từ đời ông có lĩ có lai nào tới giờ đó hả? Ai chết cứ lùa lại khách sạn chung hết, mai mốt giải tỏa lên mình được hưởng tiền đó. Tự nhiên khách sạn tao biến thành nghĩa địa. Biến thành nghĩa địa hả? Mày vừa thông báo cho chôn chùa thôi, ùa vô nó chôn khách sạn không còn đủ chỗ chôn luôn. Ba yên tâm là bơi không ai tới đâu. Sao vậy mày? Bà con nào tới người ta cũng sợ ba xin tiền. Theo ý là chôn ba tại khách sạn. Khách sạn đúng rồi, nhưng mà ba chưa chết. Bây giờ trong gia đình mình phải có một người hy sinh. Không ai không được đâu ba, tiền bạc không ai lấy hết á. Con còn chồng còn con nữa, con chết vậy lỡ nó hưởng gia tài cũng tiếc lắm ba. Dạ. Vậy là còn đừng ba ơi, né cực lắm, hy sinh ông nội đâu. Nhưng mà phải làm cách nào chứ, bằng mọi cách phải có một cái mộ để lấy tiền đền bù chứ. Giờ có tính cách làm sao đây? Ba có cách rồi. Cách nào hả ba? Xây mộ giả. Xây mộ. Mà khoan hả? Dạ sao ba? Xây mộ giả đúng không? Dạ. Mà ai bỏ tiền ra xây mộ? Ai? Ai ta? Ý tao là tao không có bỏ rồi đó. Thôi em là không bỏ đâu nha. Không được. Nè, người ta thường nói là giàu Út ăn, khó Út chịu. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ mày là Út, bây giờ mày bỏ ra đi. Bỏ ừ, đi em ơi. Mày mốt mày lại mấy hồi. Đúng rồi. Thôi không dám đâu nha. Hồi đó giờ tôi thấy tôi chịu không, cứ ăn ổng được miếng nào đâu. Vậy chứ. Vậy mà còn bà, sao? Bà đó, bà nãy bà mới nói gì? Quyền huynh thế chị. Chị ơi, chị lo giùm em nha chị. Đúng rồi. Vậy thôi cưng. Chứ thiệt ra chị đâu có quyền hành gì đâu. Thôi. Mọi thứ nhà này đều chia ba trơn. Mà thôi chia bốn đi, thêm người nữa cho nó công bằng nha. Mày nè. Sao? Đó, giỏi tính buôn bán hàng son hàng chợ đó, giỏi đi, tính đi. Chị lo đi. Tự nhiên tao lo. Cho ba đi. Tự nhiên người ta đang đứng giữa bác tao lo, tụi bay thức cười quá à. Nãy giờ cái họng bà lớn nhất á. Thôi, các nghĩa tự hay em đi. Gì vậy ba? Ba có cách tính rồi. Cách tính gì ba? Khi ba vừa nhắm mắt lìa đời thì tụi con phải lập tức báo cho hội phụ lão. Chi vậy? Chị? Để người ta cho mình hòm từ thiện, người ta lo chôn cất cho mình, gia đình mình khỏi tốn tiền, đúng không? Thôi được ba tính cái đó không được. Ba còn nói ba nghe nè, trời ơi, con là dân cho gia nặng lãi đúng không? Đúng rồi. Bạn bè đại gia không phải báo chết đàng hoàng thì nó mới tới nó phúng điếu, rồi nó không tới phúng điếu rồi lấy tiền đâu mà có tiền điếu. Đúng ba chị em mình chị em lỗi tụi con cũng vậy, dân buôn bán biết bao nhiêu bạn hàng, nó làm tiền bạc, tiền đẻ ra tiền rồi ba. Đúng rồi. Đúng không? Làm gì ba giờ không được, phải tính cách khác đi. Cách khác đi bơi. Mà còn cách nào? Cho mình có ý kiến nha mấy bạn. Ý kiến gì? Ba, con thấy như vậy nè. Sao? Bây giờ ba chết, con là quyền huynh thế chị. Nữa? Con sẽ bỏ tiền ra xây một cái mộ đàng hoàng. Đó, xong xây một cái miếu đàng hoàng đặt ngay trước cửa khách sạn là nơi tấp nập người ra vô. À, chị. Tưởng tượng đi. Sau đó chị em mình sẽ đi tung tin đồn là ba chết linh lắm, ba cho số đề trúng lắm. Trời ơi, lúc đó khách thập phương sẽ nườm nượp tới xin số đề. Mày ngồi đồng, mày bán trái cây nhang đèn, tao ngồi ghi phơi. Rồi mỗi tháng tao từ chùa Long Thành tao về đi, tao chia tiền với tụi bay. Đúng rồi. Mình giả chết, mình làm miếu thờ vừa có tiền. Trời ơi, sướng quá. Như vậy thì lúc này thì hương hồn ba sẽ ngậm cười nói chứ. Trời ơi, ba đứa con quả là danh bất hư truyền. Cuốn sách của cha kể từ hôm nay phải đốt đi, vì ba đứa con thuộc là thầy của ba nữa. Mới thoáng thấy nó là tự nhiên mất nó à. Cái điệu này chắc có lẽ nó đi đàn ca sướng hát nữa rồi. Thiệt, nó giống con gái mẹ nó quá trời của đất.
Tao đã nói rồi, quý giá gì cái thứ sơn cao đó mà mê, mà ham. Cô, cô à, cô lớn, cô lớn. Mẹ trời ơi, ba ơi là ba, tên con là Cường mà sao ba không gọi là Cường mà cứ cu tới ngày. Lỡ mấy đứa bạn gái con nó nghe được đó nha. Trời ơi, nó khó chịu lắm. Giờ mày lại dạy tao tên Cường chứ tao đặt cho mày bây giờ dạy hả? Vậy sao ba không gọi tên con là Cường? Nhưng tao quen miệng rồi. Hồi mới sanh mày ra tao với má mày kêu mày là thằng cu, thì bây giờ cũng vẫn là cu. Chứ tao không phải là cái hạng người nay nói thế này mai nói thế nọ, thấy không? Chính ba đặt tên con là Cường, tại sao không gọi tên con là Cường mà cứ cu cu hoài à? Con lớn rồi mà. Thì tao biết mày lớn tao mới kêu mày là cu lớn. Chứ tao có kêu cu nhỏ đâu mày tự ái. Ba còn nghĩ được cái tên nào mà xấu hơn cái tên cu nó ba kêu luôn đi. Con. Nhưng mà tao không dám kêu. Cũng ba mà kêu hả? Con cắn lưỡi tự chết tại chỗ cho. À. Mày thách tao à? Được rồi. Để tao kêu có ai xấu hổ cho biết. Cái tên này nó cùng một nghĩa với cu thôi. Ba tao. Không ấy ba kêu cũ như cũ, ý qua không kêu cu như cũ đi đây ba. May là mày cản á, mày không cản để tao kêu ra là mày thì xấu hổ, còn tao bị người đời nguyền rủa. À, ngồi xuống đây nghe tao hỏi nè. Tại sao mà tối ngày tao thấy mày cứ đàn ca mày hát sướng hoài vậy mày? Trời ơi, ba ơi. Âm nhạc là một ngôn ngữ, ca hát là một nghệ thuật, con làm gì sai đâu. Tao có nói gì mày sai, nhưng có cái này nè. Tại sao mày tối ngày mày cứ rủ ba cái cô gái nhỏ nhỏ đẹp đẹp về đây rồi mày tụm năm tụm bảy mày xù xì xìu. Ê, mày làm gì vậy mày? Trời ơi, tụi con tập vật văn nghệ vậy thôi chứ có làm gì bậy bạ đâu, ba thấy không? Tao đâu có nói mày làm gì bậy bạ. Thì đúng rồi. Nhưng mà tao sợ có ngày tao bậy bạ nè. Con cũng nghĩ vậy á. Mày để tao uống hớp nước rồi tao nói cho mày nghe cái này. Tao đã qua cái thời kỳ đó rồi, tao rành lắm ha. Yeah. Con còn trẻ, con ráng lo ăn học gì dựng sự nghiệp, hiểu không? Để chứ đừng có bài đặt mà ba cái tình ái lăng nhăng nó không có tốt đâu. Con biết cái đó là không tốt rồi à, nhưng mà cũng đâu có gì xấu đâu. Trời ơi, mày còn trẻ quá, đầu óc mày thiển cận quá, mày chưa có nhìn xa. Chừng rõ ra rồi con biết sẽ muộn nghe con. Cái gì muộn ba? À, tao cho mày biết. Theo mày biết là người con gái đó, con gái là bà con gái à? Lúc còn trẻ ai cũng đẹp, người nào cũng đẹp. Như vậy tao biết, tao thấy tao phái mà. Nhưng mà khi có chồng rồi đó, thấy không? Ngày chỉ tối cứ lo cho chồng lo con, rồi ôi trời ơi, không có thời giờ để mà trang điểm, không có thời giờ để mà chứng diện. Dù cho thương cách mấy mà nhìn thấy cũng hết ham. Thì đã có gia đình rồi thì phải vậy thôi chứ sao ba. Đây mày nghe, mày nghe tao nói ha. Con là nợ, vợ là quan gia, còn em vợ là thiên nga. Gì? Tao nói lộn, thôi kể như bỏ câu chót đi. Má nói chuyện kỳ quá. Gì kỳ mày? Tao biết chắc chắn là tao nói trúng 100%. Nhưng mà nếu mấy bà nghe đó thì thế nào tao cũng bị rủa nên tao bỏ đó. Con thấy ba già rồi, cho nên một là nghỉ ngơi, hai là lo tu hành gì đi chứ ba tối ngày ba lo tàn cái chuyện gì đâu không. Tao tu chưa được. Ủa sao vậy ba? Vì tao biết rằng nghiệp chướng tao còn nặng lắm. Con cũng lớn rồi, con biết suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai chứ. Rồi mai mốt nè con cũng phải có cái vợ có con. Có vợ con hay không? Ý mày muốn nói mày có bạn gái rồi đó phải không? Dạ đúng rồi. Tao cho mày biết, hồi ở bên Việt Nam á, mà cái thời kỳ của tao đó, trai gái mà chưa có cưới hỏi, đừng tao nói mày biết, đừng có hòng mà ôm nhau cặp kè nhau đi suốt ngày. Suốt ngày thôi, còn đêm sao ba? Bằng đêm ai thấy mày? Cái chuyện hồi xưa ở bên Việt Nam là khác, còn bây giờ ở bên Mỹ thì khác chứ ba. Phải rồi, thời nay tự do luyến ái mà, nam nữ tự do cặp tay nhau đi cả tuần lễ mới về. Tao đâu có cấm, nhưng mà tao biết cấm cũng không được. Nhưng mà ba cho con biết là cái chuyện đó mà quá độ nó cũng tai hại lắm nha con. Chuyện gì? Chuyện gì hả? Cái chuyện
Nam nữ. Con biết chuyện gì rồi. Cái chuyện đó bên Mỹ này chuyện bình thường thôi, ba đừng có quan trọng quá. Mình cũng đâu hại gì đâu. Sao không hại mày? Tao cho mày biết cái chuyện đó mà nhiều quá, nó quá độ, nó cũng có ba cái hại. Ba cái hại? Cái hại thứ nhất á, nó làm cho con á mất sức khỏe. Đúng. Cái hại thứ hai á, nó làm cho con người của con nó mất trí nhớ. Còn cái hại thứ ba đó, nó mới định nói gì quên rồi trời. Ra là ba bị cái hại thứ hai, bị mất trí nhớ. Kệ tao mày. Giờ mày nghe tao hỏi nè. Cái mày trở lại cái vụ mày rủ mấy đứa nhỏ về đó, tao luôn thắc mắc đó. Mày làm như ngày nào như ngày nấy là sao? Trời ơi, con đã nói với ba rồi. Sao? Thì chú con đi tập vật văn nghệ vậy thôi. Còn ba làm sao? Ba cứ ngồi tối ngày ba uống trà ngâm thơ không mà ai nói. Bây giờ mày phân biệt với tao đó hả? Tao cho mày biết ha, đối với người Việt của mình á, thấy không? Thi văn á là nghệ thuật thuần túy dân tộc. Còn âm nhạc á chỉ là lai căng đua đòi thôi. Còn thấy á, âm nhạc mới là hấp dẫn, còn thơ đó hả? Chán chết luôn. Nè con à, từ thời ông bà của mình á, thơ văn là một nghệ thuật, còn âm nhạc là chỉ thứ ăn theo. Con lại thấy á, âm nhạc mới là nghệ thuật hấp dẫn. Nghệ thuật cao khi mình cất tiếng hát lên á, có đàn nè, có trống nè, có kèn nè, hòa theo giống như mình chơi nhạc full band vậy đó. Còn ba tối ngày ba uống trà, ba ngồi ba ngâm thơ, con mình ba giống như one man band vậy. Nhưng con nên nhớ rằng thơ nó đẻ ra nhạc, chứ không bao giờ nhạc đẻ ra thơ. Người lấy ta lấy thơ người ta phổ nhạc, chứ có ai lấy nhạc phổ thơ bao giờ. Nhạc á thì thực tế rõ ràng, ba muốn diễn tả cái gì người ta hiểu liền. Còn thơ đó hả, diễn tả trời trăng mây nước không à. Ôi, nhiều khi không biết cái gì hết trơn. Con ơi, con chưa hiểu được cái bóng bẩy của thi văn. Thấy không? Sao ba? Ba nói cho con nghe. Có một bài thơ này của một thi sĩ viết rất đặc biệt. Cái nhà thi sĩ đó có cái tên là TTKH. Viết như vậy này con có cao siêu không? Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ai ân nhạt nhẽo với chồng tôi. Ủa ba, cái gì? Ủa ba lại cái hả ba? Tao lại cái làm sao có mày? Vậy sao chứ ba vừa nói là ái ân nhạt nhẽo với chồng tú. Thì nhà thơ tao viết vậy, tao đọc vậy chứ sao? Trời ơi, thôi cái này khó hiểu quá. Ba thí dụ cái bài thơ khác đi. Dễ hiểu nghe bài thơ khác. Được. Đây này, ba cũng sẽ nói bài thơ khác để cho giữ ý con, thấy không? Thí dụ như có bài thơ của một cái nhà thơ cũng lớn ngàn, nhà thơ lớn ngàn, có cái tên là thơ ba cũng quên rồi đây. Nè. Viết về mùa thu, thấy không? Cái bài thơ như thế này: ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng nước theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Đó là giọng nam nghe cái câu chót. Nếu mà ngâm giọng bắc đó, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Thấy thu chưa? Ủa thu gì ba? Phải nhỏ thu chân dài trước cửa không? Trời ơi là trời. Tao hỏi mày vậy chứ tao, mày nghe tao ngâm thơ, mày có thấy cái hình ảnh của mùa thu chưa? Chưa thấy. Đây rồi con sẽ thấy. Đây này, cũng có bài thơ này á, nhà thơ người ta viết cũng diễn tả về mùa thu cách tuyệt vời. Cũng nhà thơ lớn có cái tên tao quên rồi để nè. Họ viết vậy. Em không nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc, cuốn nay vàng ngơ ngác. Trời đạt ơi, chẳng hạn lá vàng ơi. Trời ơi, đã biết ta không nghe rồi mà cứ đạp chân nữa, nó không nghe em cứ hỏi hoài. Đừng làm ba phân tâm. Nói hoài. Ôi, em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức. Trời ơi, em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Trời ơi, con thấy đẹp không? Ủa gì đẹp á? Cô dâu phụ đẹp hay là con na vàng nó đẹp? Trời ơi là trời, nói chuyện văn chương với mày chẳng khác nào đem đàn mà gãy tay trâu. Ba nói gì cũng phải rõ ràng con mới hiểu chứ, chứ ba nói chung chung vậy thôi sao con hiểu được. Ba thấy nhạc không? Sao? Lúc nào nó cũng thực tế rõ ràng hết trơn á, nghe là hiểu liền. Cho vậy mày giỏi hơn tí mày rồi. Tao nói thiệt với mày, tao từng tuổi này
Sao? Mà tới giờ này mà tao nghe âm nhạc tao có nhiều khi tao cũng không hiểu gì cả. Ba không hiểu bài gì ba nói con nghe coi. Nè cái bài này nè. Mày tao hỏi mày nghe. Cái gì rồi tao sao hiểu nè. Cái bài mà tao viết đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Cái câu danh viết gì là sao tao hiểu? Là gì? Mà nói cái bài đường dài hun hút cho mắt thêm sâu đó hả? Bài diễm xưa. Thêm sâu đấy. Ôi tao không cần biết diễm xưa diễm nay vậy đó. Rồi sao? Đường dài hun hút thì cái kệ tiếng đó. Mắt mới diễn mắt thêm sâu. nếu mà ông nhạc sĩ này mà ông qua bên đây đó mà ông thấy cái đường freeway đó chắc có lẽ bắt ông thụt tuốt ra sao óc. Trời ơi ba nghe nhạc thiệt là uổng quá đi. Vì sao uổng? Rồi tao hỏi cái này nữa nè. Mày trả lời đi nha. Mình viết gì mà cái câu nhạc như thế này nè. Tao nghi là cũng ông đó nữa. Nói là khi tình đã vội quên tim lăn trên đường mòn. Cái kỳ cục cái không cái thất tình cái tim lăn trên đường mòn à. Rồi thí dụ là thất tình trăm bảy lần như tao vậy đó không? Rồi trái tim nó lăn thét rồi mòn nhỏ xíu còn bằng trái tim gà. Là sao? Trời ơi. Nếu ba không hiểu cái gì á thì ba phải kiếm nhạc dễ dễ nào ba nghe. Anh nào dễ. Giống như là cái bài nè. Hôm qua anh đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây đàn tình tang tinh tinh tình tang. Là thêm một điều vô lý nữa. Nếu cái bản nhạc này mà anh đánh trống á, mà anh ca không lẽ đấy. Hôm qua anh đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cái dùi. Trời ơi. Đó là tao chưa nói tới thổi kèn nè. Anh thổi kèn qua nhà người yêu thân rồi trở về nó bỏ quên cái kèn là kỳ lắm. Thôi là ba, hồn thơ ba lai láng quá. Bởi vậy nghe nhạc thế này mà ba cứ hiểu thế nọ không à. Còn cái điều nữa nè. Điều này vô lý nữa nè. Ba nói con nghe. Đối với phụ nữ cái áo là quan trọng. Thì đúng. Nhưng làm sao mà quan trọng bằng cái quần? Rồi làm sao quan trọng bằng cái quần được. Vậy mà nó đây. Là viết gì? Đêm trăng sáng trên cầu em giặt áo. Trời ơi. Tại sao giặt áo mà không là giặt quần? Trời ơi là ba. Chưa còn nữa con. Kiểu này chắc chết con quá. Còn nữa nè. Còn có nữa như vậy nè. Các bạn viết cái như vậy mà coi tức không? Mà nghe mà tức cười lắm nè. Thương nhau cởi áo ớ à cho nhau. Thấy không? Rồi. Tại sao cởi áo mà không là cởi? Thôi ba đủ rồi, đủ rồi ba. Chưa. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học nữa. Trời ơi, con nói đủ rồi mà. Ba mà muốn dạy con cái gì đó để con ra con đóng cửa tối mà dạy con. Cho ba dạy con một hồi đó nha. Hàng xóm mà họ nghe được, họ khó chịu, họ qua đây, họ dạy cho ba bài học bây giờ. Ai dám dạy tao? Trời.